Để đánh giá thực trạng tiềm năng để phát triển kinh tế sông Đồng Nai, phục vụ quy hoạch tuyến sông, tiềm năng phát triển kinh tế ven sông, phát triển đô thị ven sông làm tiền đề cho hội nghị xúc tiến đầu tư phát triển kinh tế sông Đồng Nai của tỉnh. Sáng nay, ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh đã đi khảo sát kinh tế sông Đồng Nai. Cùng tham dự đoàn công tác có Phó Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Minh Cường, ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, quyền chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh Võ Tấn Đức, tránh văn phòng tỉnh ủy, Văn phòng Ủy ban Nhân tỉnh và lãnh đạo các sở ngành thành phố Biên Hòa và huyện Bình Cửu. Đoàn công tác đã kiểm tra thực tế khu vực triển khai các dự án ven sông, gồm dự án cải tạo cảnh quan và phát triển đô thị ven sông Đồng Nai, phường Quyết Thắng, khu đô thị Hiệp Hòa, phường Hiệp Hòa, khu đô thị thương mại dịch vụ được chuyển đổi công năng từ khu công nghiệp Biên Hòa 1, phường An Bình, khu dân cư dịch vụ và du lịch Cù Lao Tân Vạn, phường Tân Vạn, khu du lịch sinh thái Cù Lao Ba C, phường Long Bình Tân thuộc thành phố Biên Hòa và khu đô thị sân bay tại xã Bình Hòa, huyện Vĩnh Cửu. Theo Sở Xây dựng, trong định hướng quy hoạch, sông Đồng Nai đoạn qua địa bàn tỉnh sẽ được phân chia thành 5 đoạn, gồm đoạn 1 qua địa bàn các huyện Tân Phú, Định Quán, đoạn 2 khu vực Hồ Trị An, đoạn 3 từ Hồ Trị An đến xã Bình Hòa, huyện Vĩnh Cửu, đoạn 4 từ thành phố Biên Hòa đến huyện Lâm Thành và đoạn 5 qua địa bàn huyện Nhân Trạch. Đoạn tuyến và đoàn thị sát ngày hôm nay là đoạn 3 cửa Tây Vĩnh Cửu và đoạn 4 qua trung tâm thành phố Biên Hòa. Đây là khu vực có nhiều thuận lợi để phát triển du lịch đường sông, đô thị ven sông cũng như mạng lưới công viên cây xanh ven sông nhằm cải tạo, nâng cấp cảnh quan không gian đô thị Biên Hòa.